chào ngày mới quý vị và các bạn. Bắc Bộ ngày hôm nay sẽ có nắng nhiều, thậm chí một số nơi sẽ có nắng nóng với mức nhiệt cao. Trời đặc biệt nóng rõ vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Thời tiết giao mùa, sức đề kháng của chúng ta bị suy giảm. Bởi vậy quý vị nên bổ sung thêm vitamin, uống đủ nước và ăn nhiều rau xanh. Và đặc biệt là nên hạn chế các hoạt động ở lâu ngoài trời lúc nắng nóng để đảm bảo sức khỏe.